Chỉ số 2 2 đều. Đem lại bàn mang tôi trước trả góc đây trả. Đặc biệt là tình cái mày cũng đầu tiên còn xong. Ngự bên đây. Để dẫn đến chấn thương cho bạn. Trọng tài bé hai, trọng tài chính là cầu thủ mình xin lại nấy. Lấy nó đi này. Đó là đá penalty. Thấy đừng có quay. Uống nước gì cũng được. Những giây đầu tiên ghi phai và thủ số 18 sẽ rất khéo đã ghi bàn năm. Như là hiệp 1 đã được kết thúc. Lớp 7 lại có thắng vào không thành đúng không? Dẫn bóng vượt qua bộ bóng phạt góc đúng rồi không? Rồi trận đấu được bắt đầu. Tài xế quay lại. Quả đá phạt của Quang. Rồi trận bỏ một cái bóng ra cầu thủ chưa à trận đấu xếp xếp trận đấu một pha thành chưa có bóng một pha bóng nữa là anh ba một pha bóng lên một mình một quả ném bóng lên.